Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 4. Ngay sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những thông tin đáng chú ý trong tỉnh. Vừa qua, đoàn công tác của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi động viên các gia đình tại xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng có nạn nhân tử vong sau vụ đuối nước thương tâm xảy ra mới đây. Đoàn đã đến hai gia đình ở xóm Lũng Nái và một gia đình ở xóm Nạm Giặt, xã Thượng Thôn có con em tử vong khi đi tắm suối. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân các nạn nhân nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các cháu và sớm vượt qua nỗi đau, lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống, đồng thời trao số tiền hỗ trợ của tỉnh cho các gia đình. Đồng chí mong muốn các gia đình nhắc nhở con em không tự ý đi từ vùng cao lũ khu xuống vùng đồng để tắm suối, phòng tránh các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Theo thông tin từ Công an xã Thượng Thôn, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, một nhóm khoảng 15 em học sinh trường trung học cơ sở Thượng Thôn, huyện Hà Quảng rủ nhau đến tắm suối ở xóm Bản Bó, xã Ngọc Đào. 11 em học sinh sau khi tắm xong đã về trước, còn 4 em ở lại tiếp tục tắm. Và vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, khiến 3 học sinh tử vong tại chỗ. Một học sinh đã may mắn thoát nạn và được ứng cứu kịp thời. Cả 3 nạn nhân này cùng sinh năm 2008, học lớp 9, trường trung học cơ sở Thượng Thôn. Phát biểu tại chương trình làm việc với cấp ủy chính quyền địa phương, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các nạn nhân đều còn nhỏ tuổi, còn nhiều ước mơ, hoài bão và tương lai phía trước. Sự việc xảy ra là rủi ro rất đáng tiếc, gây thiệt hại rất nặng nề. Qua vụ việc này, gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi các cấp ngành vào cuộc quyết liệt hơn. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, đồng thời coi đây là bài học sâu sắc, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Yêu cầu các trường học và ngành giáo dục huyện tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa các học sinh, đặc biệt là học sinh vùng cao lục khu. Trong bối cảnh mùa mưa đang đến, các bậc phụ huynh, nhà trường thường xuyên quan tâm, nhắc nhở học sinh không tự ý tắm sông, suối, ao, hồ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đa dạng dưới nhiều hình thức, tăng cường triển khai ngay các giải pháp, cũng như trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh ở tất cả các bậc học. Đối với các khu vực nguy hiểm, cần cắm biển cảnh báo để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vụ việc lần này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn BIDV chi nhánh Cao Bằng đã phát huy vai trò đại diện cho người lao động, tham gia và phối hợp với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ, vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn. Công đoàn đã vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực các quỹ an sinh xã hội và quỹ tình nghĩa công đoàn cơ sở. Qua đó, đã ủng hộ quỹ xã hội được 850 triệu đồng, tổng số tiền thu ủng hộ quỹ tình nghĩa BIDV được 240 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn cơ sở quan tâm tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên người lao động. Xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động vay mua nhà ở, vay tiêu dùng thông qua cơ chế cho vay ưu đãi cho cán bộ, góp phần giúp đoàn viên có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Cao Bằng phấn đấu hàng năm công đoàn cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 70% trở lên đoàn viên công đoàn cơ sở đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Ít nhất 80% nữ đoàn viên lao động đạt danh hiệu giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà. Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 cùng 7 đồng chí, bầu một đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Từ đầu năm đến nay, Liên minh Hợp tác xã đã tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã tham gia phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng, thực hiện 61 dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Hết quý 1 năm 2023, toàn tỉnh có 408 hợp tác xã,
trong đó 150 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, 258 hợp tác xã phi nông nghiệp. Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hình thành sự liên kết giữa các hợp tác xã với hợp tác xã, giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhiều mô hình hợp tác xã mới hoạt động đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng và chế biến dược liệu. Các hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mở thêm nhiều ngành nghề mới, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh và ngày càng chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác hàng hóa và truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm. Nhiều hợp tác xã ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, tự chủ trong tổ chức hoạt động và có những đóng góp thiết thực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, sau 2 năm tạm dừng các hoạt động thể thao do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải cầu lông cấp tỉnh năm nay được tổ chức trở lại đã thỏa mãn sự mong mỏi của các tay vợt cũng như người hâm mộ bộ môn này. Tại giải xuất hiện nhiều vận động viên trẻ tuổi tài năng, mang phong cách mới, thể hiện trình độ chuyên môn cao, tạo nên dấu ấn cá nhân. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn trong giải cầu lông năm nay. Đây là trận chung kết đơn nữ nhóm 2 ở độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi tại giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm nay. Không khí trên sân đấu khá căng thẳng khi hai vận động viên đang giành giật từng điểm số. Ở mùa giải này, theo quy định không giới hạn độ tuổi nên đã tạo điều kiện cho các vận động viên ở nhiều lứa tuổi tham gia. Đặc biệt, ở nhóm tuổi thiếu niên từ 10 đến 16 tuổi có số lượng vận động viên đăng ký tham gia chiếm 40%. Điều này cho thấy sự trẻ hóa về độ tuổi tập luyện bộ môn cầu lông trên địa bàn tỉnh hiện nay. Em Phan Lý Mai Thư đã 5 năm tham gia thi đấu giải cầu lông cấp tỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên em giành được giải nhất. Trải qua nhiều mùa giải được cọ sát, Mai Thư đã tích lũy kinh nghiệm, giành thành tích cao cho bản thân. Thành tích có được này thật sự xứng đáng với nỗ lực vươn lên của em. Em cảm thấy vui và cảm thấy đã bao nhiêu năm nỗ lực mới có được cái giải như thế này. Và trong thời gian tới em sẽ cố gắng tập luyện để lấy các thành tích cao hơn và các giải đấu khác nữa. Em tập luyện từ hồi lớp 4 đến bây giờ là 5 năm. Cũng có nhiều có cái khó có cái dễ. Tập luyện có lông có hôm có sức thì sẽ sau tối bị sụt rút hay dân là phải nghỉ 2-3 ngày. Có hôm thì bị đau tay. Em chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Điểm nhấn tại mùa giải năm nay là sự quay trở lại của các vận động viên sau nhiều năm không tham gia giải. Có thể kể đến cặp đôi đội nữ Trần Thị Huệ, Hứa Thị Linh đến từ huyện Quảng Hòa đã 8 năm không tham dự giải. Điều đặc biệt là cặp đôi này đã đem đến bất ngờ lớn khi vượt qua hàng loạt cặp đôi có tên tuổi. Trải qua hơn 15 trận đấu, gặp nhiều đối thủ mạnh, nhưng cặp đôi này vẫn giữ được tinh thần thi đấu và sự phối hợp ăn ý. Hơn nữa là cặp đôi có những đường truyền cầu mới lạ, đánh thừa phản xạ đối phương với pha bỏ nhỏ để mang về chiến thắng. Dù chỉ về nhì, nhưng đối với những vận động viên tập luyện phong trào thì đây là thành tích đáng tự hào. Cảm ơn, em rất là vinh dự khi là vận động viên đại diện cho đoàn Quảng Hòa tham gia giải tỉnh. Sau 8 năm trở lại thì chất lượng của giải đấu rất là có chất lượng, có nhiều vận động viên tham gia với em và đồng đội thì đã tập luyện cũng chuẩn bị khá là kỹ lưỡng, nhưng mà vận động viên của đội bạn rất là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn mình và có cái khả năng thi đấu rất là cao, tinh thần thi đấu rất là cao. Dạ. Qua giải đấu này thì em đã học hỏi được, và đồng đội thì học hỏi rất là nhiều. Chất lượng giải đấu thì rất là cao và em đã học hỏi được tinh thần thi đấu để chuẩn bị cho các giải sắp tới thì em và các vận động viên của đoàn Quảng Hòa sẽ cố gắng hơn nữa trong thi tập luyện ạ. Cùng với đó, sự xuất hiện cặp đôi nam nhóm tuổi từ 16 đến 39 tuổi đến từ huyện Hòa An đã để lại dấu ấn cho mùa giải năm nay. Cặp đôi này được khán giả mệnh danh là cặp đôi ăn ý nhất bởi trải qua loạt trận đấu theo vòng tròn tính điểm, đội chưa có trận thua nào. Vận động viên Nông Quốc Thịnh là cái tên quen thuộc tại nhiều mùa giải gần đây. Dù trước đây anh Thịnh đã từng đạt thành tích tại các giải đấu khác,
nhưng đây là lần đầu tiên anh giành được giải nhất ở nội dung đôi nam. Trước kết quả của bản thân và đồng đội, anh Thịnh cảm thấy vui mừng và mong rằng các bạn trẻ hãy cùng nhau tập luyện cầu lông, bởi đây là bộ môn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tôi cũng tham gia giải cầu lông của tỉnh Cao Bằng cũng rất là nhiều rồi. Nếu mà số lần chính xác thì nó sẽ là 6 giải. Đây là lần đầu tiên tôi đạt giải nhất và tôi rất là vui. Và cảm ơn khán giả ở đây trong khán đài đã cổ vũ hai đơn vị rất là nhiệt tình. Vâng, tôi sẽ tiếp tục duy trì rèn luyện thể thao, đó là môn cầu lông. Vâng, đây cũng là đam mê của tôi và tôi cũng mong mọi người sẽ tích cực tham gia sau cái giải đấu này. Vâng, sẽ phong trào cầu lông của nước nhà, của tỉnh nhà sẽ được đi lên và phát triển mạnh hơn. Các bạn trẻ hãy cứ đam mê và hãy thử đến với môn cầu lông đi. Nếu mà chúng ta có năng khiếu và chúng ta cảm thấy yêu thích môn cầu lông thì chúng ta sẽ theo môn cầu lông rất là tốt. Những tay vợt trẻ tuổi với lối chơi độc đáo đã đem đến màu sắc mới cho giải cầu lông năm 2023. Cùng với đó, sự nỗ lực của mỗi vận động viên đã nâng cao chất lượng của giải đấu. Có thể thấy, tại mùa giải năm nay, các vận động viên không chỉ thể hiện kỹ thuật chuyên môn tốt, mà còn có tinh thần thi đấu rất quyết liệt. Dù thế, nhưng họ vẫn giữ được sự đoàn kết, trung thực trong thể thao. Những năm qua, phong trào tập luyện cầu lông trên địa bàn tỉnh càng phát triển, không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Chính vì vậy, chất lượng các giải đấu cũng được nâng lên. Vâng, tức là những cái năm đầu tôi thấy thế là tham gia những cái giải cầu lông thì chất lượng nó rất là kém. Nhưng càng năm càng về gần đây là phong trào cầu lông phát triển và trình độ của các vận động viên được càng ngày càng được nâng cao. Nói chung là cái lứa trẻ bây giờ là được đào tạo qua năng khiếu, đào tạo bài bản thì đánh rất là cơ bản hơn và triển vọng mà có đầu tư đào tạo trẻ thì nền cầu lông Cao Bằng sẽ càng ngày càng phát triển. Bên cạnh những vận động viên trẻ thì giải năm nay còn thu hút các vận động viên trên 60 tuổi tham gia. Dù đã có tuổi nhưng họ vẫn thi đấu rất tích cực. Có lẽ sự già dặn về kinh nghiệm đã khiến họ chậm rãi hơn. Tuy không có những pha đập cầu quyết liệt nhưng lại có đường truyền thể hiện trình độ chuyên môn cao với pha rất hiểm hiểm. Đối với các vận động viên này thì giải đấu không chỉ là dịp để họ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp họ có tinh thần giải trí thoải mái để sống vui, có ích. Thứ nhất là duy trì được sức khỏe, hạn chế được nhiều loại bệnh tật như tiểu đường, gút hoặc là nhiều bệnh tim mạch khác. Chơi thể thao thì mình chơi vừa sức của mình ấy, thì nó rất bổ ích cho sức khỏe. Cho nên là tôi chưa bao giờ bỏ cầu lông cả từ khi nghỉ hưu đến bây giờ, mặc dù đã nghỉ hưu được 7 năm nay rồi. Nói chung là để quyết định được về kết quả của trận đấu thì đòi hỏi thứ nhất là phải có thể lực đã. Thứ hai là cái kỹ thuật nó quyết định phần nhiều cho chiến thắng của một trận đấu. Kinh nghiệm thì đi thi đấu thì lứa tuổi già chúng tôi là đánh đôi, cho nên là sự phối hợp giữa hai cầu thủ đánh trên sân là điều quan trọng nhất. Mặc dù mình kỹ thuật có, thể lực có, nhưng phối hợp giữa hai cầu thủ đánh trên sân mà không nhịp nhàng thì vẫn thua là chuyện bình thường. Giải cầu lông năm nay thu hút 216 vận động viên đến từ 18 đoàn thuộc các đơn vị câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn tỉnh tham gia. Ngay khi nhận được kế hoạch tổ chức giải, các địa phương đã tuyển chọn vận động viên tập luyện tại cơ sở, thành lập đoàn tham gia giải cấp tỉnh. Cũng từ sự chuẩn bị chu đáo đó mà chất lượng của các vận động viên đồng đều có chuyên môn cao. Để quá trình đánh giá thành tích khách quan, ban tổ chức đã chia nhóm tuổi vận động viên đăng ký tham gia giải. Trong đó chia làm 6 nhóm tuổi, nhóm 12 tuổi trở xuống, nhóm từ 13 đến 15 tuổi, nhóm từ 16 đến 39 tuổi, nhóm 40 đến 49 tuổi, nhóm 50 đến 59 tuổi và nhóm 60 tuổi trở lên thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Sau 4 ngày tranh tài, các vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng và đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu đầy gay gấn, kịch tính, hấp dẫn. Những kết quả tại giải được ban tổ chức đánh giá cao. Được sự nhất trí của lãnh đạo Ủy ban tỉnh Cao Bằng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2023 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 năm 2023.
giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2023 được ban tổ chức giải chuẩn bị hết sức là khoa học và bài bản, từ công tác là chuẩn bị cơ sở vật chất cho đến công tác chuẩn bị về chuyên môn và rà soát nhân sự về lực lượng trọng tài để tiến hành tổ chức giải đợt này. Thông qua giải thi đấu đợt này để đánh giá trình độ tập luyện, phong trào tập luyện cầu lông tại các địa phương, đồng thời là rà soát lực lượng vận động viên trẻ để bổ sung vào đội tuyển tỉnh để phát triển, để đào tạo huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao môn cầu lông của tỉnh nhà. Giải thi đấu đợt này thì trình độ chuyên môn của các đoàn vận động viên là tương đối đồng đều. Thông qua đó để thấy được là phong trào tập luyện tại các địa phương của môn cầu lông hiện nay là đang và duy trì rất là tốt trong cái giai đoạn hiện nay. Giải thể thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, chào mừng ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Cũng là dịp để các câu lạc bộ cầu lông thi đấu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Để ghi nhận thành tích của các vận động viên, ban tổ chức trao 58 giải nhất nhì ba ở 12 nội dung. Trong đó, nhóm dưới 12 tuổi, giải nhất đơn nam thuộc về Nguyễn Tiến Dũng thành phố, nhất đơn nữ Hoàng Bảo Trinh huyện Bảo Lâm, nhóm 13 đến 15 tuổi, giải nhất đơn nam Đinh Đức Huy thành phố, nhất đơn nữ Phan Lý Mai Thư thành phố, nhóm 16 đến 39 tuổi, giải nhất đơn nam Bế Anh Đức Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhất đơn nữ Nông Thị Thúy Nhung Công an tỉnh, giải nhất đôi nam đơn vị Hòa An, nhất đôi nữ đơn vị thành phố, nhóm 40 đến 49 tuổi, nhất đôi nam thuộc về đơn vị điện lực, nhất đôi nữ đơn vị thành phố, nhóm 50 đến 59 tuổi, nhất đôi nam thuộc về đơn vị kho bạc nhà nước tỉnh, nhóm 60 tuổi trở lên, nhất đôi nam thuộc về câu lạc bộ Tiến Cam. Những chiếc huy chương này không chỉ là sự động viên khích lệ đối với các vận động viên, mà còn khẳng định thành tích, nỗ lực tập luyện của họ thời gian qua. Đây sẽ là động lực, niềm tin để họ thêm tin và đam mê với bộ môn cầu lông. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài nhằm lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, 37 điểm cầu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 83 đầu cầu tại các tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài có chủ trương đầu tư tại Việt Nam và đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu, giải đáp cơ bản các vấn đề mà đại biểu quan tâm, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp thu giải đáp những băn khoăn vướng mắc của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý với trách nhiệm cao nhất, kịp thời, hiệu quả nhất. Chính phủ sẽ có cơ chế và kế hoạch kiểm tra các bộ ngành địa phương thực hiện chỉ đạo này. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương, theo đó tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển. Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Các bộ ngành địa phương tiếp tục đánh giá thực hiện tình hình, rà soát tập trung hoàn thiện thể chế chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế, đảm bảo yếu tố cân đối, hợp lý, linh hoạt trên cơ sở đặc trưng của các địa phương, vùng miền, đảm bảo phù hợp với định hướng, quy hoạch và yêu cầu phát triển theo tinh thần nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, nhất là ngân hàng SCB, triển khai gói hiệu quả tín dụng 120.000 tỷ cho nhà ở xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành ngay hai thông tư quan trọng
về dự thảo thông tư liên quan đến hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp, đồng thời thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đẩy mạnh phân cấp để tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu sửa đổi theo hướng cho phép tổ chức tín dụng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tín dụng đầu tư, cho vay đối với trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng nguồn cung, tính thanh khoản, phát triển thị trường trên cơ sở an toàn, hiệu quả. Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng hạ lãi suất phù hợp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Tại Trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng dự lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2023, kỷ niệm 160 năm ngày ra đời phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Chương trình lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 gồm các hoạt động tặng khen cao của Chính phủ Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Lào cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam và một số tỉnh thành hội, trao tặng sữa, bếp sạch, cơm ngon cho trẻ em khó khăn, khuyết tật, trao tặng nhà cho ngư dân nghèo, khó khăn, khu vực Tây Nam Bộ, trao tặng xe cứu thương cho Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học, tổ chức hiến máu tình nguyện, tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện, Tháng Nhân đạo đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của các cấp hội và các tầng lớp nhân dân, đã vận động được trên 2.052 tỷ đồng, trợ giúp trên 4,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Để Tháng Nhân đạo thực sự trở thành tháng toàn dân làm nhân đạo và làm cho phong trào thi đua, góp phần thực hiện chủ trương chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam, chung sức với Đảng và Nhà nước, trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, xã hội, tiến bộ, văn minh. Dịp này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có những đóng góp tích cực và ủng hộ cho Tháng Nhân đạo năm 2023. Tại lễ phát động, các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã tích cực ủng hộ và cam kết ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2023 hơn 485 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba tại Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam và đến đất lửa Quảng Trị của chiến trường miền Nam. Phát biểu tại chương trình, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự tự hào đến thăm Santiago, thành phố anh hùng và tươi đẹp, quê hương cách mạng, ghi dấu chiến công anh dũng của cuộc tấn công pháo đài Moncada 70 năm trước và tham dự sự kiện hết sức quan trọng kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam, đến đất lửa Quảng Trị của chiến trường miền Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel, trong suốt hơn 6 thập kỷ qua, nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba đã luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, giữ vững thành quả cách mạng, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, xây đắp nên mối quan hệ đồng chí anh em mẫu mực, thủy chung trong sáng. Cuba luôn là người bạn, người anh em chân thành, tin cậy, hết lòng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam, nhất là trong những thời điểm cam go nhất của cuộc cách mạng Việt Nam. Cuba đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Sự ra đời của Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam vào ngày 25 tháng 9 năm 1963 theo chỉ thị của Tổng tư lệnh Fidel với chủ tịch đầu tiên là nữ anh hùng Moncada là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Fidel với khẩu hiệu Tất cả vì Việt Nam. Công ty Panasonic Việt Nam đã tổ chức hoạt động trồng cây tiếp sức sinh thái và trao tặng 13.500 cây xanh tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Sau 2 năm gián đoạn vì tình hình dịch bệnh, gần 100 nhân viên Panasonic đã trực tiếp tham gia phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương ở tỉnh Thanh Hóa trồng cây. Với sự phối hợp và tư vấn chuyên môn của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, các nhóm công ty Panasonic tại Việt Nam đã trao tặng 13.000 cây, bao gồm dầu giái, giáng hương, dồi ăn hạt cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên. Trồng cây là hoạt động chính và thường niên trong khuôn khổ tiếp sức sinh thái, sáng kiến toàn cầu của tập đoàn Nhật Bản với mục tiêu truyền cảm hứng để mỗi nhân viên Panasonic trở thành một đại sứ bền vững, lan tỏa thông điệp và sự nhiệt huyết về bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững đến cộng đồng. Bên cạnh hoạt động trồng cây, nhân viên Panasonic đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và cộng đồng dân cư lân cận như tổ chức lớp tập huấn môi trường cho học sinh, buổi tập huấn chia sẻ về phát triển du lịch cộng đồng bền vững cùng chuyên gia cho cán bộ và bà con địa phương. Thưa quý vị, bí đỏ hay bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ nhu động và niêm mạc ruột, thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột và tiêu hóa khỏe mạnh. Bí đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho đường ruột như sắt, kali, magie và chất xơ. Dưới đây là 4 công dụng của bí đỏ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Ăn bí đỏ sẽ hỗ trợ nhu động ruột. Thịt bí đỏ rất giàu chất xơ hòa tan, có thể cải thiện táo bón và tiêu chảy, giúp các chức năng tiêu hóa tốt hơn. Chất xơ hòa tan giữ nước trong đường tiêu hóa, tạo thành một loại gen thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt và đầy đủ hơn. Để cải thiện tình trạng tiêu chảy, chất xơ hòa tan làm thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa chậm hơn, đồng thời hấp thụ nước trong quá trình này. Mặt khác, chất xơ hòa tan cũng đóng góp vai trò là chất tạo khối, có thể giảm táo bón. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, hạt bí đỏ giàu magie, một loại khoáng chất giúp cải thiện tình trạng táo bón. Người tiêu thụ nhiều magie hơn thông qua chế độ ăn uống, ít có khả năng bị táo bón mãn tính. Magie có tác dụng thẩm thấu, hút nước vào ruột để tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột. 28 gram bí đỏ rang cung cấp gần 37% giá trị magie hàng ngày. Giúp hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ hòa tan trong thịt bí ngô có các đặc tính tiền sinh học, đóng vai trò là thức ăn cho các vi khuẩn đường ruột có lợi, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Theo nghiên cứu năm 2020 của Đại học Thủ đô Oslo, phần lớn chất xơ hòa tan được lên men bởi lợi khuẩn, tạo ra sản phẩm phụ là các hợp chất chống viêm. Được gọi là axit béo chuỗi ngắn, các axit béo này nuôi dưỡng các tế bào lót trong ruột kết và củng cố hàng rào bảo vệ ruột. Hơn nữa, sự thay đổi vi sinh đường ruột với chế độ ăn giàu chất xơ hơn làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm ruột, thúc đẩy tiêu hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, bí đỏ là thực phẩm giàu kali, một chén bí nấu chín chứa nhiều kali hơn một quả chuối, cung cấp khoảng 11% giá trị hàng ngày. Kali là một khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Chất điện phân này gửi tín hiệu đến não, cho phép các cơ quan trong ruột co lại trong quá trình nhu động ruột. Nhờ đó, hệ tiêu hóa hoạt động đúng cách, hấp thụ chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải. Mức kali thấp nhất có thể dẫn đến táo bón do nhu động ruột yếu đi. Hỗ trợ ấn niêm mạc ruột. Cả thịt và hạt của bí đỏ đều giàu chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì niêm mạc ruột khỏe mạnh. Thịt bí đỏ rất giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa, được chuyển hóa thành vitamin A khi vào trong cơ thể. Hạt bí là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, hỗ trợ chức năng miễn dịch và giúp duy trì các mô. Cả vitamin A và kẽm đều đóng vai trò duy trì hàng rào bảo vệ ruột khỏi tác nhân gây bệnh, giữ cho các mảnh vụn của thức ăn và vi khuẩn gây viêm nhiễm thoát ra khỏi đường ruột. Thank you.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.